Xin kính chào mọi người. Hôm nay thì tôi sẽ giới thiệu tới mọi người một cái sản phẩm của nhà vườn ở Thanh Chương. Đây là sẹt gà hầm sấm thổ hào. Thì trong cái sẹt gà hầm này á, thì đây là con gà ác được nuôi với các cái thức ăn hữu cơ như hem rìu này, bã bía này, trun quậy. Và trong cái sẹt gà hầm này á, thì có đầy đủ các gia vị như là ngải cừu, lá chanh, táo đỏ, táo đen, hạt sen và đặc biệt là mấy lạt sấm thổ hào để là cung cấp đầy đủ một cái món ăn có đầy đủ chất dinh dưỡng cho bữa ăn của gia đình mọi người. Đặc biệt là với cái món ăn này á, thì nó cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng phục hồi sức khỏe cho người mới ốm dày này, người sau sinh này, trẻ em đang trong thời kỳ phát triển này. Và đặc biệt nữa là cái sẹt gà này là được nuôi ở nhà vườn theo mô hình hữu cơ cho nên nó không chỉ ngon mà còn rất là an toàn, nên là mong được mọi người ủng hộ nhà vườn để nhà vườn tiếp tục là đem tới cho quý khách hàng những cái sản phẩm thực phẩm an toàn, lành mạnh và cực kỳ là tốt cho sức khỏe của mọi người để giúp mọi người nâng cao chất lượng cuộc sống. Tôi xin trân trọng cảm ơn. Còn như mua về thì cách làm như thế nào? Về cái cách sử dụng thì ở đấy là tất cả các nguyên liệu ở trong này đều đã được chúng tôi rửa rất là sạch rồi, làm chế biến cực kỳ sạch rồi. Ở trong này chỉ có về quy trình chế biến thì mọi người về là mở cái gói nhỏ trong này có cái túi táo và hạt sen, mọi người ngâm qua nước ấm độ khoảng 5 phút. Xong rồi là cho tất cả sẹt này vào trong nồi thì chúng ta chỉ hâm lên trong độ khoảng 15 đến 20 phút là cả gia đình ta có thể dùng được một bữa ăn cực kỳ bổ dưỡng rồi ạ. Giá tiền của cái sản phẩm này? Giá tiền của sản phẩm này thì nó cũng vừa với túi tiền của tất cả mọi người, đó là đầy đủ tất cả sẹt, chúng ta về không phải tìm thêm một thứ gì nữa. Đó là 120.000 một sẹt với một con gà là trên 600g rồi. Mua cái sẹt gà này thì ở đâu? Sẹt gà này thì mọi người có thể liên hệ tới nhà vườn Hương Hiệp, với nhà vườn Anh Hành, nhà vườn Chị Minh ở Thanh Đức này, Thanh Mỹ này, Thanh Hà, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Mọi người liên lạc theo số điện thoại 0947151713. Hiện tại thì ở thị trấn Dung đang có cái gian hàng thì ở đâu chị nhỉ? Gian hàng để hôm nay đặc biệt là nhóm nhà vườn chúng tôi là tổ chức là bán hàng giới thiệu sản phẩm quê hương tới quý khách hàng và sẽ gây quỹ để ủng hộ cho một số cái bệnh nhân mắc bệnh ung thư và mắc bệnh hiểm nghèo, đặc biệt là có chị Hành ở thôn Mỹ Hương, xã Thanh Mỹ, huyện Thanh Chương của chúng ta. Và hiện nay gian hàng của chúng tôi là đang trưng bày ở bờ hồ đối diện với ngân hàng Exim Bank thị trấn Dung. Xin được mọi người ghé tới gian hàng ủng hộ và chia sẻ với chúng tôi để giúp chúng tôi là đội nhóm chúng tôi là ngày một phát triển và giúp chúng tôi là quảng bá được cái sản phẩm quê hương tới tất cả mọi người và cũng chia sẻ cái nỗi bất hạnh của một số cái bệnh nhân nghèo, giúp họ vượt một phần nào vượt qua những cái khó khăn trong cuộc sống. Xin trân trọng cảm ơn ạ.